Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhúng chạm trong dự án Đại Ninh Ngày 8 tháng 8, BBC Tiếng Việt cho hay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị đề nghị kỷ luật liên quan siêu dự án Đại Ninh. Theo BBC, tại kỳ họp thứ 45 vào ngày 7 và ngày 8 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận về vi phạm tại dự án khu đô thị Đại Ninh, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Phó Thủ tướng Lê Minh Khái do liên quan sai phạm tại dự án này. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 8, ông Lê Minh Khái đã bị Trung ương đảng cho thôi giữ chức vụ bí thư Trung ương đảng, ủy viên Trung ương đảng khóa 13. Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhắc lại, ông Lê Minh Khái được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng vào tháng 4 năm 2021, được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khối kinh tế tổng hợp như kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chi ngân sách nhà nước. BBC cho biết, sau quyết định ngày 3 tháng 8 của Ban chấp hành Trung ương, ông Khái không còn giữ các chức vụ trong đảng, nhưng vẫn là phó thủ tướng trong chính phủ, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo luật tổ chức Quốc hội năm 2014, phó thủ tướng là chức danh được Quốc hội phê chuẩn từ đề nghị của thủ tướng. Do đó, việc bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng cần cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền trình lên Quốc hội. Do Quốc hội chưa có cuộc họp bất thường nào và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có thông báo việc miễn nhiệm ông Khái, nên hiện ông vẫn giữ chức Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết ông Khái có thể phải đối mặt với hình thức kỷ luật của đảng, gồm cảnh cáo, khiển trách, cách chức hoặc khai trừ sau đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phó thủ tướng khái liên quan đến sai phạm tại dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có diện tích lên đến gần 3.600 hecta với tổng vốn đầu tư là hơn 25.200 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án này trải rộng trên địa bàn 4 xã như Phú Hội, Ninh Gia, Hà Hy Ni và Ninh Loan của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. BBC dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho hay trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, đã xảy ra tổng cộng 24 vụ vi phạm tại dự án Đại Ninh, bao gồm 4 vụ phá rừng với diện tích hơn 3.500m2, 20 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép rộng hơn 37.600m2. Chủ đầu tư đã để mất hơn 368 hecta, trong đó bị phá mất 257 hecta và người dân lấn chiếm 111 hecta. Vẫn theo BBC, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng là nhân vật cấp cao nhất bị khởi tố trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Và đây là hình Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ông Dũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình Sự vào ngày 30 tháng 4. BBC nhận định, cho đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ trong vụ án tại dự án Đại Ninh một trong những uẩn khúc là việc thanh tra chính phủ đã ban hành kết luận số 929 vào tháng 6 năm 2020, đề xuất chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án. Tuy nhiên, sau đó một năm, thanh tra chính phủ lại sửa đổi kết luận này cho phép gia hạn sử dụng đất. BBC đặt câu hỏi, việc thay đổi này có đúng quy định và hợp lý hay không? Đã có những tác động nào dẫn đến việc thay đổi này không? Việc bắt giữ ông Mai Tiến Dũng, một quan chức cấp cao trong chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, được coi là một bước quan trọng trong quá trình điều tra làm rõ vụ án này. Giờ đây, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo và ban cán sự đảng tỉnh Lâm Đồng được xác định là có liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án này. Và việc Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị đề nghị kỷ luật cho thấy vụ việc có thể còn có những diễn biến nghiêm trọng hơn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhúng chàm trong dự án Đại Ninh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Những nhân vật liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc tiếp theo bài về cái chết của ông Vũ Tiến Lập. Ngày 7 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết Nguyên đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị nhiều người lên án là độc ác, tham lam, sống không có liêm sĩ. Quá khứ của Thu quá nhơ nhớp khi làm nhân viên massage cho khách sạn Thu Bồn, Đà Nẵng, làm chức danh kế toán cho khách sạn chỉ là mạng thưa che mắt thánh. Có nhiều tài liệu của Cơ quan An ninh Kinh tế chứng minh, từ đầu năm 2016 cho đến năm 2020, Trần Thị Nguyệt Thu đã cấu kết với nhiều đối tượng đầu cơ tài chính, lũng loạn thị trường chứng khoán của Việt Nam cá nhân Trần Nguyệt Thu được hưởng lợi bất chính 12.000 tỷ đồng từ nguồn tiền chứng khoán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có khả năng sẽ khởi tố, bắt tạm giam Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về tội nhận hối lộ và vợ Trần Thị Nguyệt Thu về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán. Và đây là hình vợ chồng cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tính trước ngày hoạn nạn này, không sớm thì muộn sẽ xảy ra và để tránh mang tiếng cũng như bị liên đới, thiếu tướng Đàm Thanh Thế có họ hàng với ông Phúc, anh em đằng mẹ ông Phúc đã viết đơn xin ly dị bà Bùi Thị Thu Hà. Bà Hà là người đứng tên tài sản cho gia đình Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Bà Hà thường xuyên đến khu biệt thự Tây Hồ, Hà Nội, sống cùng gia đình ông Phúc. Còn Trung tướng Trần Văn Vệ có khả năng bị bắt về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, bỏ lọt tội phạm và tội nhận hối lộ, bảo kê đánh bạc trên không gian mạng. Tướng vệ sống với tâm lý lo sợ và hoang mang suốt mấy năm qua vì sợ gia đình thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên thứ trưởng công an trả thù. Nguyên do là vì tướng vệ thu thập chứng cứ ngụy tạo, cấu thành hồ sơ, tạo tiền đề cho trung tướng Đỗ Văn Hoành khởi tố, bắt giam Nguyễn Duy Linh, con trai tướng Hưởng. Do đó tướng vệ đã bán căn nhà số 5 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội và đến sống cùng gia đình con gái Trần Văn Anh, sinh năm 1993. Trần Vân Anh có chồng là đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, đang giữ chức bí thư Lạng Sơn, nơi mới xảy ra vụ nguyên dàn lãnh đạo công an tỉnh này làm gián điệp cho Trung Quốc. Đoàn được biết đến là thăng tiến thần tốc từ giám đốc công an Huế cho đến phó bí thư Huế rồi bí thư Lạng Sơn. Và đây là hình Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Vệ, Đặng Xuân Quỳnh. Với trình độ yếu kém, năng lực hạn chế, đoàn chỉ có thể tiến thân bằng cách cặp bồ với các phụ nữ có chồng là quan chức. Vợ đầu của đoàn chết vì tự sát, khi nghe tin Đoàn cặp với bà Thanh, tên đã được thay. Vợ chết nhưng Đoàn không về lo tang sự cho vợ. Nhiều lần Đoàn xin làm thứ trưởng Bộ Công an nhưng đều bị từ chối, vì ai cũng biết Đoàn sống kiểu thượng đội hạ đạp, tình dục quý hơn tình người. Tuy được nhạc phụ bơm tiền để chạy chức thứ trưởng, nhưng tiền mất tật mang. Hiện nay Đoàn đang bị điều tra về những sai phạm hồi làm giám đốc công an và phó bí thư tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến tội tham ô tài sản cấp phép nhiều mỏ đất hiếm trái phép, thả người trái pháp luật. Trở lại chuyện tướng Trần Văn Vệ, ông có đệ tử thân tính là đại tá Đặng Xuân Quỳnh, hiện làm phó giám đốc công an Yên Bái. Hồi năm 2020, ông Quỳnh có nhận của Huỳnh Đức Thơ, nguyên bí thư Đà Nẵng, nhiều triệu đô la Mỹ để giúp Thơ thoát tội. Thơ hiện đang mua nhà bên Úc để tìm đường chạy trốn. Cần biết thêm, đại tá Đặng Xuân Quỳnh hiện nay đang trong tầm ngắm với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Hoa Nam. Quỳnh cũng là cánh tay phải của Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quỳnh được cài cắm nhằm cung cấp thông tin tình báo kinh tế cho Hoa Nam, Trung Quốc. Hiện nay, Phạm Minh Chính đang cân nhắc giới thiệu Phước vào chức danh Phó Thủ tướng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những nhân vật liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết. Và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Bảo Trong Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.